Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lại lên sóng cho Thanh Lý tiếp cho anh em một cặp loa karaoke đến từ thương hiệu Victor của Nhật. Con này nó trang bị bát của nó là bát 20 anh em nhé. Bát 20 nhưng mà full vành của nó là vành 22 đấy. Bát là bát 20 đấy. Gân của nó là gân vải anh em nhé. Đấy, gân vải này. Gân vải nhưng mà tẩm một lớp gì là nhìn như kiểu gân cao su ấy. Đấy, nhìn rất là ngon luôn anh em nhé. Đấy, hàng bãi về gân vải, màng giấy. Karaoke cực kỳ hay luôn. Đấy, chép. Đấy. Cương tháo cho chú. Ngửa lên mà tháo. Con này thì nó thiết kế trên nóc nó có bốn cái loa, bốn cái cọc, cái lỗ để anh em có thể bắt cái giá để mình treo lên tường anh em nhé. Đây này, đây, bắt bốn con ốc mình bắt vào cái giá treo lên tường. Đây, ngoài ra nó còn có cả cái ke này, ke gài này để mình treo lên tường, mình gài cái loa vào cái ke đấy nhé anh em nhé. Anh em chế một ke lên tường, anh em gài cái loa này, cầu này vẫn cũng được nhé. Đây, chỗ này cũng có cả bốn cái ốc để mình có thể cắm loa này, tháo hết ra cho chủ, tháo cả cục tất. Victor cúng người kèn của Japan nhé. Đây, công suất của nó là 150W một loa anh em nhé. Karaoke chuẩn Mỹ Japan này, sản xuất tại Nhật này, 150W một loa. Đấy, một đôi của nó là 300W nhé. Anh em lấy cả đôi hát karaoke thì hết nước chấm luôn. Đây, tường tháo nốt cái này cho để cho anh em xem nội thất nữa, cả hai con. Hai con này thì nó là vẫn là cùng một loại anh em nhé, vẫn cùng một loại. Nhưng mà kiểu là nó đi khác, nó đi trong lô nên là nó bị lẫn con nọ con kia. Đúng ra là cái đôi này là đi Sally cùng nhau thì là nó sẽ trùng được cái màu loa kép với nó luôn. Đây nhá, đây con này Victor GVC này. Đây Victor GVC thì chiếc này nó lại là màu nó hơi kiểu màu xanh quân đội một tí anh em nhá. Đây. Đây. Đây Victor GVC Japan nhé. Victor GVC nó là một anh em nhé. Nó là Victor, nó là công ty mẹ, GVC là công ty con. Đấy, nên là tất cả cái sản phẩm của Victor nó là Victor và GVC nó là một. Wow. Một cặp loa karaoke mà này, cái phân tần gấu cho anh em kìa. Anh em nhìn phân tần rất là gấu nhé. Đấy. Gấu cực luôn. Đấy anh em nhìn này. Có nghĩa là cả một cái bảng mạch để bắt để mình cái cầu loa, cái bảng mạch để bắt cầu loa ở đằng sau đít ấy. Bắt cọc loa sau đít ấy, nó linh kiện kín luôn cả cái bảng mạch luôn. Đấy, một cặp karaoke mà rất gấu nhá, Victor mà rất gấu anh em nhá. Đây, củ của nó thì tương tự như củ của bầu thôi. Đấy, nhìn y hệt bọn củ bầu thì khác cái màu, các màu xương là xương quân đội anh em nhá. Đấy, Japan luôn này. Đây, côn to anh em nhá, bằng côn của bầu luôn đấy. Y hệt như cấu hình của bầu 301. Đây, Victor. Đấy. Cái con này nó đi theo chiếc khác. Bọn này chắc sản xuất sau này. Đấy, đi khác Sally cái là nó màu nó ra màu, bọn này màu đen hơn nhé. Con này màu đen hơn nhé. Giống hết nhau nhưng mà nó đen hơn thôi. Đấy, màu đậm đen hơn một chút này anh em này. Đen một chút so với con bên kia nhé. Còn đâu là nó y hệt với nhau hết. Đấy, Victor. Rất là ngon. Đây, phân tần anh em nhìn này,
đây tinh thần này, nó y hệt luôn nhá, y hệt nhau luôn. Bát thì cấu hình bát nó tương tự như bát bầu nhưng mà kiểu nó sơn, nó sơn kiểu màu xanh quân đội thì nó sang trọng hơn, trông như kiểu mấy cái loa của Mỹ ấy. Đấy, gân của nó là gân vải anh em nhé, đây gân vải nó tạo một cái lớp gì như kiểu cao su ấy. Đấy, rất là ngon, nhìn cứ tưởng nhìn qua tưởng gân cao su nhưng chính xác là gân vải nhé. Gân này bền lắm, bền mãi thời gian luôn. Đấy, màng bằng giấy nên là hát karaoke giọng nó ấm, tôn giọng tôn lời của mình lên. Tép một con vành đen, một con vành xanh quân đội này, giống hệt nhau nhưng mà khác cái là màu anh em nhé. Đấy, đây là em thanh lý luôn. Con này là đi nó không cùng đôi, nó cùng là một loại nhưng mà lại không cùng đôi anh em nhé. Đôi sản xuất trước, trước sản xuất sau nên thành ra là nó không đồng màu lắm, nên là thanh lý cho anh em thôi. Nhưng như đôi này thì em nọ em có một đôi đồng bộ thì em bán với giá là 2.680.000 rồi, bay rồi. Còn đôi này nữa, còn một đôi này thì em lên bán lẻ, tay lẻ chiếc cho anh em đi nhá. Tay lẻ chiếc thì là 100 à đâu, để cho anh em 1.2 một chiếc đi, 1.2 một chiếc em mua lẻ nhá. Còn anh em lấy cả đôi luôn thì em để cho anh em với giá là 2.200.000 cả đôi nhá. Đấy, giá chưa bao giờ có thể rẻ như vậy. Nói thật với anh em nhé, cái giá đấy chỉ bằng cái tiền anh em mua một đôi bâu tàu thôi, chứ không thể nào mà mua được một đôi loa xịn mà hát ngon như thế này đâu, rẻ như này đâu anh em nhé. Đấy, anh em chốt mua hàng, à quên, con này anh em hát karaoke gia đình anh em nhé, rất hay luôn, 300W lời lên rất rõ luôn, tiếng hát nhẹ. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574, em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.